Nhà Minh Dũng xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, ngày hôm nay là một buổi ghi hình cho một cái game show. Cái game show đó cái tựa là ba la ra cái chữ gì đó. Và bây giờ là cái công đoạn mà make up nha cả nhà, make up để vô. Hiện tại bây giờ thì là có một nhóm đang quay trước Dũng rồi, thì bây giờ Dũng make up trước, xong rồi Dũng sẽ nằm chờ đợi trong vòng mấy tiếng hồ đó. Khi cái nhóm đó xong rồi thì Dũng bắt đầu Dũng sẽ vô quay. Và hôm nay không biết là Dũng quay với ai đây, thì lát Dũng sẽ quay cho mọi người coi là diễn viên của nhóm Dũng là ngày hôm nay gồm có những ai nha mọi người. Đó, thì bây giờ là công cuộc biến hình bắt đầu nha mọi người. Đó, phía trước mắt là mọc gì nha, hơi mọc nha mọi người. Đó, lát bắt đầu đánh khối, đánh ấy rồi vô, rồi xong rồi đội tóc giả rồi vô thì nó sẽ là một cái người khác nha cả nhà. Rồi mọi người chờ đi, đó. Không gian vắng lặng á, tôi cũng hơi sợ. Đó, ekip make up của tụi tôi nè. Hôm nay MC là Quỳnh Lập ở cả nhà. Quỳnh Lập nổi dưới á. Ekip set up đồ cho người ta có một cái phòng riêng dưới á. Chứ còn như tụi tôi là phải ở trên đây. Ôi, nhưng mà tính ra thì mình cũng cao cấp hơn á chứ. Mình ở trên lầu. Còn tao dưới đất, mình ở trên đầu người ta mà mình sợ gì kệ. Khối ai em? Dạ. Mặt nọng quá mà. Có đứa hôm qua hôm kia giờ nó hỏi, ủa anh Dũng sao cái mặt anh nọng quá vậy? Sao có cái nọng đây? Cái nó đâu đâu nọng đâu, cái này đâu có phải nọng. Cái này gọi là gì phải không? Mặt này là mặt có hai cằm. Mà mặt hai cằm là mặt rất là tốt nha mọi người. Mọi người đừng có sợ nọng, kệ nó. Mình cứ để cái mặt mình vậy, có mặt nọng gì đi. Biết chi không? Tài lộc nó vô đó. Đâu phải là khi khẩm khi không mà nó có cái nọng. Đúng không? Đó là bao nhiêu năm tích tụ đó mọi người. Bao nhiêu năm tích tụ lại với lại đúng thời điểm. Tự nhiên cái nọng nó xuất hiện thôi. Chứ bây giờ thực sự luôn, mọi người mà không tới thời, mọi người mà không tới điểm một cái là tự động là cái nọng nó không có xuất hiện đâu. Thề, nói thiệt mà. Nè, đánh khối là đó, thấy không? Đánh cho mất nọng đó, nhưng mà không mất nổi đâu. Linh, đánh cái khối này nữa nè. Đánh phần này. Đánh khối chặt góc rồi nữa. Dạ. Bởi vì những cái gương mặt bự bự gì á, làm phiền mà make up á, mình cũng ngại lắm. Hao xong hao phấn người ta đó. Hao xong hao phấn đó. Báo với mọi người luôn nha mọi người, tháng 4 này là trong cái quá trình nhóm của tụi Dũng là bên EDCAP á, là sẽ tập cái chương trình Ngày Xưa Ngày Xưa 35. Thì đang trên cái quá trình tập ở trên sân khấu và đã phá hoang được cũng 3-4 cảnh rồi. Thì mọi người ơi, rất là vui luôn là khi mà trên cái lúc mà tụi Dũng đang tập tuồng á, là bên phòng vé người ta báo cáo là đã bán được hết 15 suất rồi cả nhà. Thì mọi người nghe khi mà bán được hết 15 suất như vậy thì mọi người có nôn và mọi người có động lực để tập không? Rất có động lực luôn, cho nên là chúng tôi đang rất là háo hức để mà tung ra cái ngày xưa để coi như là chào đón các bạn thiếu nhi cũng giống như là những các bậc phụ huynh đến với chương trình Ngày Xưa Ngày Xưa 35 nha cả nhà. Mọi người ơi hãy đến đi, đây là lần đầu tiên Dũng tham gia chương trình Ngày Xưa Ngày Xưa. Thực sự luôn, từ trước tới giờ là coi như Dũng coi cái chương trình Ngày Xưa Ngày Xưa, Dũng rất là mê bởi cái độ hoành tráng, phục trang, rồi âm nhạc và tất cả mọi thứ. Cho nên là Dũng rất là mê luôn nha. Cho nên là hôm nay là quên cái đợt này là ngày xưa 35. Mọi người nghĩ đi, 35 tức là 35 năm á mọi người. Là mọi người nghe thấy kinh khủng không? Có nghĩa là 35 rồi, 35 năm mà Dũng mới tham gia vô cái chương trình Ngày Xưa Ngày Xưa. Đó là coi như là lúc thời gian đầu là coi như khát khao cái chương trình đó, muốn tham gia cái chương trình đó mà không được. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay Dũng bắt đầu Dũng tham gia vô cái chương trình này. Thì Dũng rất là vui, thiệt sự luôn á, vui lắm luôn á cả nhà. Và đợt này Dũng đố mọi người Dũng sẽ đóng vai gì ạ?
Không nói sao biết được đúng không cả nhà? Dũng bật mí cho mọi người biết luôn, Dũng sẽ đóng vai con bọ hung. Con bọ hung thì mọi người biết rõ gì, nó hay làm gì mọi người? Đó, nó có cái cục gì ở phía trước đó. Nhưng mà Dũng không có làm cái cục đó đâu nha, Dũng sẽ có làm cục cơm, chứ mình không có làm cục ức. vui lắm cả nhà ơi. Đó, cho nên là mọi người sau khi mà cái vở tựa không biết dám có nói không ta. Thôi chắc là người ta nói rồi đó, chắc người ta cũng lên báo chí rồi đó. Cuộc chiến mắt thần. Đó, cho nên là Hiệu trưởng xin bếp và cuộc chiến mắt thần. Cho nên là mọi người ơi, mọi người hãy đến cái chương trình ngày sửa ngày xưa nha. Đó, để xem Minh Dũng nha mọi người. Đó, bây giờ là Dũng đã make up xong rồi cả nhà. Đó, sau đó là Dũng đi rỉu rỉu xuống dưới đây. Mọi người đi vô trong là quay rồi. Còn bây giờ Dũng trong lúc chờ đợi thì Dũng có hơi đói bụng nhẹ một chút xíu. Nhưng mà đi xuống dưới đây thì là người ta đã dọn hết rồi. Đây, người ta đã dọn hết rồi, không còn gì để ăn cả. Đó, giờ này là buổi trưa, 2 giờ rưỡi rồi. Người ta đã dọn mất tiêu rồi. Mình muốn ăn thì phải chờ tới 5 giờ chiều, 5 giờ rưỡi. Thì hy vọng là cái tầm đó là Dũng có đồ ăn. Là tại vì Dũng quay lúc 3 giờ, bắt đầu vô quay là 3 giờ. Nhưng mà set up xong xuôi chắc cũng phải là 3 rưỡi mới quay. Thì chắc có thể là giờ đó mình ăn được cái cơm chiều, hủ tiếu khô hay là hủ tiếu nước gì đó. Tại vì thường quay ở đây là có hủ tiếu, đồ ăn, đồ ngon lắm cả nhà. Đó. Đó, mọi người thấy sao nào? Đó, Minh Dũng sau khi đội tóc giả vô có trẻ được miếng nào không cả nhà? Ok ha, được ha. Nói nha, để cho chúng tôi nói bậy đó. Để cho tôi làm gì đó, anh ơi. Nói bậy à? Đúng rồi. Không hề nha. Không hề, chị không hề chữ thề gì. Chị không có nói gì mẹ bà luôn. Đó là chị nói những gì có trên cơ thể người chị nói thôi. Những cái đó rất quan trọng. Quay, ý là quay á anh. À anh cứ giờ anh muốn làm gì làm. Anh nói bậy thì em biết. Tự nhiên nó đặt nó quay xong cái bàn cho học ngon. Mặc đồ này đơn giản nhanh thôi. Đúng không? Phải năn nỉ đó chứ bộ. Anh kêu nó em tháo cái này ra đi. Đừng có mặc cái này. Phải đơn giản mà anh đơn điệu. Em mặc đúng giáo thùng luôn á. Trong thời gian phải thời tiết mà. Thời gian phải thời tiết cái gì. Anh ơi đôi giày này bình thường anh nha. Cái đôi giày này ê, cái đôi này là giống như cái đôi của Trấn Thành mà Jessica với Jennifer đó, ủi đồ đó mọi người. Để cho mượn đây. Này nè. Cái đôi dài này mượn đất không em? Anh cái này là cái đế bình thường như anh nè đó. Cái này bằng ủi con gà ngày xưa nè. Biết cái bằng ủi con gà không? Gà nó dậy cộm lên đó. Dậy cộm nè. Nó chướng thang cái nó lên cộm. Nó phải bự dài vậy như vậy. Em biết không? Em biết cái bằng ủi đó không? Thế này tụi em làm sao biết được. Trời ơi. Đôi giày nè, trời ơi bằng cái sóng mũi tôi đó. Cái sóng mũi anh dài đến như vậy luôn. Dài lắm em. Sóng mũi của anh 10 phân. Anh là mũi chứ. Anh dài 9 lần cộng lại. Anh là phải 10 cái sóng mũi anh mới ra cái này nha. Đúng rồi. Không, cái này là mấy bạn em không gọi là ruộng bậc thang. Đây là một bậc nè, một bậc nè. Bậc thứ hai, bậc thứ ba đồ độn nhỏ nằm trong nữa. Đó, nó phải vậy nè. Đột ngang tay. Em là thiên hoa hậu của em. Đúng cái thằng bé này cứu đời thế nào cũng bị giãn đó. Đúng rồi. Không, mà hết thường giãn tĩnh mạch là kiểu mà con gái phụ nữ mà phải mang hút cao gót, người ta khủng lắm, người ta phải mang hút cao gót người ta mới bị ông mai đài ả mai hầm hết. Tự nhiên từ cái lúc mình vô tự nhiên cái lúc mình vô ngồi nhiều không, cái này là mình mang nó đi ngang vậy luôn. Anh đi ngang hả? Dạ đúng rồi. Ngang dữ chưa? Dạ ngang. Nhưng mà lúc anh đứng ai em đứng gì nè. Không cái đó là đứng cho nó đẹp cái tướng thôi. Giày này là giày độn lòi nè. Làm người cần á. Đúng rồi. Độn là nó lòi ra. Nếu mà không độn thì nó mới lòi. Ra đó.
đó có bệnh đánh mạch á là có bệnh luôn hả? Có bệnh, ê có bệnh nha. Cái này là kiến thức pháp y khoa học đàng hoàng nha. Chớ rồi em không có em phải làm đi mày. Bây giờ về kiểm tra cái bắp dưới của em á, mấy cái đường là sắp xếp sắp xếp làm cũng bị có nguy cơ bị là anh bị luôn nè. Anh là không có bị nha, anh không có bị, anh không bị là em bị, em bị giãn tĩnh mạch là anh Lộc cũng bị không đâu có được không giãn tĩnh mạch có nhiều đây vậy là động động nhiều đây, nhiều đây thôi, nó không động chưa? Ôi đứa nào cũng động rồi. Thôi vô, vô, vô được rồi. À, sau khi chúng tôi quay xong rồi thì tới giờ chúng tôi ăn cơm chiều nha mọi người. Và chiều ngày hôm nay chúng tôi được ăn hủ tiếu thịt heo rất là ngon. Trời ơi, cái cô này nấu hủ tiếu rất là ngon nha cả nhà. Em nói thiệt, mà em hỏi cổ á, đây đó, ngon chưa, đây ngon đến nỗi mà nhân viên nè, ở bên đâu người mua người ta xếp hàng dài luôn đó, thấy không đó, nằm lũ lượt luôn. Trời ơi, năn nỉ cổ bán ở ngoài, cổ nói không, cô không có bán ở ngoài, cô chỉ bán cho đoàn phim thôi, công ty rồi thôi. Ai có công ty nào mà muốn ăn hủ tiếu đồ hay cái gì đó thì nhờ cô nha. Cô làm hủ tiếu khô, mì khô rất ngon nè, nhìn đi cái đồ nè, đó 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 đó, nội 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 mà nhìn cái thao tấp mỡ rồi cũng ngon nữa nè đó. Cho tô thứ hai luôn nha, ngon chưa? Nhìn cái nồi nước lèo hấp dẫn chưa? Một cái nồi vậy là dị chi cho 46 tô hả cô? 50 tô. Ừ, hủ tiếu khô ăn thoải mái luôn. Ăn gì, ăn gì nè, ăn gì nè, nói đi cô làm luôn nè hả? Đây nhìn cái thao tấp mỡ nè, hấp dẫn chưa nè, xương thịt nè đó, đầy đủ. Ngon không? Đồ tươi không? Ngon chứ. Ngon trời ơi. Có hôm á tôi ăn xong rồi tôi còn nói cổ á, cô có thể cho con một tô về nhà được không? Cô nói không có đủ à. Bởi vậy mỗi lần mà tôi quay chỗ này tôi thích lắm, kêu tôi là tôi đi liền à. Kêu tôi là tôi đi liền à. Bánh đa cua xếp hàng dài để là mua đồ nè. Anh đang livestream hả? Không, anh đang quay thôi chứ không có quay. Quay để phát YouTube thôi. Xã hội văn minh. Cuộc sống công nhân truyền hình. Rồi. Cảm ơn mọi người nha.